Trời ơi, trời mưa quá các bạn ơi, vừa về tới nhà ngoại mưa rồi các bạn. Thì có bà kia bán cái ông lao, mình mua có khoảng khúc khoảng ký thôi mọi người. Cá bông lao thì bà chè đó ướp mật ong nha các bạn, rồi tỏi đó, rồi dòng hèo đó, tất cả các loại gia vị nha các bạn. Tí xíu yêu quả bột ngọt, nước mắm các bạn ơi, đừng để đường, để đường khét nha mọi người. Giờ nè, bà chè bà đốt bếp than rồi các bạn. Đó, bà chè bà đốt bếp than rồi đây. Rồi bây giờ nướng thôi mọi người ơi. Giờ nướng thôi các bạn ơi. Đúng là mùa này mùa mưa thiệt các bạn. Rồi bông mình lao ướp nướng các bạn ơi, giờ ăn gì cũng ngán. Chiều nay nhậu la rai nha mọi người, mới về tới nhà ngoại về nhà ngoại nãy giờ, nhưng mà nãy giờ tính làm phim mà làm chưa kịp làm thì giờ nó mưa rồi mọi người. Đó, thơm quá kìa hả mọi người, một con ký à, hơn ký hả mọi người, thơm quá. Băng khúc ngay cái khúc, ngay cái rúng cái súng rồi mọi người. Cao bông lao này nó dẻ hơi, đừng nó tới các bạn ơi, thơm dữ lắm, thơm cực kỳ thơm luôn á các bạn, đã không mọi người. Bà chè bà sắc mỏng, bà sợi heo bà sắc mỏng, mỏng ăn nó ngọt, nó béo, mong ngon cực kỳ luôn, sướng không mọi người, đã không, sắc mỏng mỏng nữa, ướp thơm hết sức thơm. Nhiêu đây mà ra nhà hàng chắc xỉu quá. Mấy quán ở nhà hàng ở Vĩnh Long bán nhiêu đây xỉu à. Đã tiền sao nổi. Rồi các bạn ơi, mồi chín rồi mọi người ơi. Cái mít của bà chè, mít của bà ngoại cameraman này các bạn. Duy nhất một muối một. Mít mà lại duy nhất một muối một hả các bạn. Ngoài leo cây luôn, ghê không? Trời mưa này leo cây bẻ cái mít, có một muối một duy nhất. Mình ăn nha mọi người. Đó. Đó. Ba. Ba lít rồi. Nãy coi nó ăn ớt ghê kìa. Quá thơm các bạn. Thơm quá mọi người. Rồi lại tới nhà dì Út nè mọi người. Nãy nướng cá bông lao rồi, giờ tới nhà dì Út rồi các bạn ơi. Rồi tới nhà dì Út nha. Rồi dì Út dọn ra sẵn ra chờ rồi đây. Trong trong chờ đón đây các bạn ơi. Nghe các bạn. Đây. Thì ra là để xem coi các bạn, mọi gì đây, dì Út tiếp mọi gì đây, gà nướng các bạn ơi. Cá bông lao nướng đi các bạn. Perfect. Bây giờ thôi, chờ khách thôi các bạn. Mời tất cả mọi người nha, cảm ơn lao nhà dốt nè mọi người. Nha. Thôi mình ăn thử coi coi ngon không, chứ mà thật ra đó giờ cũng chưa ăn món này các bạn ơi. Mời tất cả các bạn nha. Dai còn hơn thịt khủng long nữa. Tạ. Làm giúp. Em lên ngoài, ngoài sao ngoài? Ngoài ăn miếng đi ngoài. Đừng có bà ngoại nữa nè các bạn. Chào các cháu. Vậy rồi vui vậy. Tỉnh rồi. Mới có hai bé trai à. Nhau mới rút. Này có bún không đúng không? Nãy không đi xem bún không? Đảo quá. Cực kỳ ngon. Thôi. Này ức nấu vậy thôi chứ. Cơm không? Đảo quá. Trời nãy tao làm đồ cơm đủ ngon lắm mọi người. Thật cho nó các bạn thơm mà béo nha. Nhưng mà không có ấy nha các bạn, tại vì cá nó bự quá đó các bạn. Thì thật ra là thịt nó là rất là dai, ngon lắm. Đây. Làm miếng cho tiêu đi. Mời dừng em. Vô. Vô em. Bà ngoại sao ngoại? Tao làm được không? Giờ ngoại ăn không? Ngoại nay chạy rồi các bạn ơi. Cái này ngoại huyết áp cao. Thành ra thông cảm nha các mọi người. Áp cao mà điều uống bây giờ cũng được đó này. Mời các bạn nhé. Đã thiệt. Sung sướng của đời. Ngày bên giường hay vậy đó. Chán bên giường á. Không.
gan luôn cưng ơi. Dũng ơi. Gan luôn. Bằng nghe làm miếng nha. Trời ơi, lo nhà người ta mời người ta luôn ghê thiệt. À, anh mời nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Có coi YouTube của anh không? Chưa biết luôn. Mà trước coi luôn. Mời tất cả các bạn nha, gà nướng các bạn. Cái này Dân Út mới mua về nha các bạn. Dân Út mới mua về, thật ra rất là ngon mọi người. Ừ, rồi. Cơm ăn thì nhập. Anh là đóng phim quen rồi. Thành ra ăn nói tự nhiên quen rồi. Cũng cả. Đúng rồi. Ăn chưa? Làm miếng rau rồi đỡ ngán các bạn ơi. Rồi ăn đi Phương. Cùng xuống quá. Ủa làm gì đâu rồi. Nó kéo vô nhậu xuống nhậu. À. Bạn sao? Làm đi. Mới nó bụng mà. Em mới làm vậy nó bụng mà. Ừ. Bắn đi. Ra đó. Tôi đâu có chủ nhà đâu. Ông ở chủ nhà. Lấy gà mà. Gà nướng nha. Em đi gà nè. Cá không ăn. Không ăn đưa đấy. Tại vì mua con ký à. Đây mua ký à. Mua ký à các bạn. Ký mà cắt ngay cái khúc giữa đó. Dài thịt dài kinh khủng. Vô kia em học dễ. Đó giờ em ăn cái món này chưa? Chưa luôn hả? Em ăn lần thứ nhất á. Ghê ngon. Qua rồi đã. Qua rồi đã. Trang trọng kính mời ha. Nhanh lắm. Tập chè uống tóc hành lắm. Mời tất cả các bạn nha. Quá sung sướng mọi người ơi. Nói chào cô Trèo mà cô Trèo mất công chuyện rồi các bạn ơi. Cô Trèo không có về. Nè các bạn thông cảm nha. Đó, em kè lại nhậu đặng Dũng nha. Nhậu với bạn Dũng. Bữa nay là ấy giờ. Ai rủ vô trầm đậm á. Rồi, nó không được. Con tụm lông con chuyện luôn. Quay phim rồi về Vĩnh Long. Ừ. Rồi đó em quay vô. Cá ngon lắm mọi người. Nó nín rồi đó mình quay. Ủa em muốn mời ai chưa hả? Dạ. Mời không có mời máy quay phim luôn hả? Mời ba nói là nói giờ ba chưa biết YouTube là gì. Mời mọi người hả? Hay là mời các bạn. Mời gì cũng được. Mẹ quay mẹ camera quay. Mời gì cũng được. Mời tất cả các bạn. Mời tất cả các bạn nhiều. Bạn có gì không các bạn ơi? Bạn gì không nha. À, chị thì chị bạn ha, chị bạn gấp cái đùi dạ, lại dạ làm được ha. Thì là ông này là phái thạch mê thạch. Ừ. Anh là thích đủ thứ thí dụ được chim, đó, chim là ăn sống luôn á. Ừ. Ừ. Chim là ăn sống luôn các bạn. Ừ. Làm cứ cá nướng mọi người ơi. Còn cá nướng. Ăn đi. Cá này vô nhà hàng chắc miếng này chắc 100.000. Mời tất cả các bạn nha. Đã. Ăn nhãn là các cháu ơi. Đó, ăn nhãn là các cháu ơi. Ăn nhãn là các cháu ơi. Ăn nhãn là các cháu ơi. Không. Rồi vậy là ngon rồi đó. Quê hương em cũng có dòng sông. Thấy không? Rồi vậy cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha các bạn. Tâm về Vĩnh Long và
tất cả mọi người ở đây, chào tạm biệt các bạn, nghe hẹn bữa đâu lần sau nha mọi người. Bye bye, chào tạm biệt.